về già có nên quan hệ không? Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, khi còn trẻ, ta từng nghĩ rằng khi đạt đến tuổi 40 sẽ chẳng còn quan tâm gì đến chuyện ấy nữa. Đến tuổi 50, chắc chắn ta vĩnh viễn cuộc tình chăn gối. Đến 55 tuổi, ta nghĩ rằng chỉ khi bước qua tuổi 80 mới có thể bị liệt. Tuy nhiên, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khi tuổi tác gia tăng, nếu có thể duy trì đều đặn, cuộc sống tình dục vẫn có thể sung mãn, sảng khoái. Và người xưa đã từng nói, già thì già tóc, già râu, còn chuyện ấy thì lão không hề già. Nhưng khi bước vào tuổi già, với tình hình sức khỏe và thực tế, cuộc sống tình dục của các cụ ông, cụ bà ngày càng trở nên thưa thớt và nhạt nhòa. Mặc dù không thể phủ nhận rằng nâng cao khả năng tình dục giúp người già vui khỏe và sống lâu hơn. Vậy, khi về già, liệu chúng ta có nên tiếp tục quan hệ tình dục? Và nếu có, liệu có thực hiện nhiều hay ít? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, chia tay hay ngoại tình khi chồng già chẳng thèm đoái hoài. Mỗi khi nghe ai nói lấy chồng già chắc được chồng chiều chuộng, thương yêu lắm, là tôi lại thấy ngán ngẩm. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ban đầu cũng vì tôi nghĩ, mà bây giờ mới sống trong cái tình cảnh này. Tôi năm nay 30 tuổi, còn chồng đã bước sang tuổi 62. Chúng tôi đều là tập 2 của nhau. Con anh đều đã khôn lớn trưởng thành. Con tôi cũng có 2 cháu. Nói thật là khi đến với anh, tôi không còn mơ mộng về một cuộc hôn nhân ngập tràn tình yêu, sự lãng mạn. Chỉ cần anh có điều kiện kinh tế, chiều chuộng tôi, thế là đủ. Vậy nhưng khi về sống chung với nhau, mọi chuyện đều không như tôi tưởng tượng. Điều gì ở anh cũng làm tôi khó chịu, ngột ngạt. Vì lớn tuổi nên anh vẫn giữ quan niệm sống cũ kỹ ngày xưa, rất bảo thủ, khó tính. Ngày tán tỉnh, anh chiều tôi như bà Hoàng, chỉ cần tôi muốn gì anh sẵn sàng làm ngay. Nhưng khi cưới về rồi, anh ngày càng tỏ rõ sự khắt khe với vợ, thậm chí còn xét nét hơn cả mẹ chồng. Bất cứ chuyện gì tôi làm, anh đều chê bai không tiếc lời, dù tôi có cố gắng rất nhiều để hoàn thành. Chưa bao giờ anh khen hay khuyến khích tôi được một lời nào, mà còn bới lông tìm vết để nói kháy này kia. Tôi lau nhà, anh quẹt tay lên nền nhà xem có sạch không. Tôi rửa chén, anh cầm chén ngửi xem có mùi xà phòng không. Thậm chí nhà vệ sinh, anh cũng thường xuyên chê bai tôi, dù tôi cọ rửa hàng ngày. Một lần thấy anh bệnh mà còn cố gắng sửa nhà, tôi mua giò heo về hầm tẩm bổ cho chồng. Vì sơn lại toàn bộ căn nhà nên phải tháo dỡ các bóng đèn. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn học sinh, tôi không nhìn thấy hộp đường có kiến. Đến khi anh chan canh vào bát, bỗng ngưng lại, soi kỹ vào chén cơm và hất tung cả nồi canh mà tôi vất vả nấu cả buổi chiều. Anh cho rằng tôi có ý gì xấu xa mới nấu canh toàn kiến cho anh ăn. Tôi ngạc nhiên bởi mình cũng đang ăn canh. Giải thích anh chẳng nghe, lại thất vọng vì cách ứng xử vô văn hóa của chồng, nên ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ cả tuần, cho đến khi anh đến đón và xin lỗi mới về. Quá mệt mỏi, nhiều lần tôi cự cãi lại thì anh hứa hẹn thay đổi nhưng vẫn tiến triển chẳng bao nhiêu. Cuối cùng tôi cố gắng chịu đựng, chấp nhận sống chung với lũ, vì biết không thể thay đổi được bản tính của anh. Sự chênh lệch tuổi tác khiến tôi và chồng gần như chẳng tìm được tiếng nói chung nào. Trong khi tôi muốn đi chơi, giao lưu bạn bè,
thì anh lại chỉ muốn yên thân, nằm xem tivi, đọc báo. Nhiều lần năn nỉ, chồng chở đi chơi nhưng không được. Lại nghĩ đến cảnh ra đường, người ta xì xào, vợ chồng gì mà giống hai cha con. Chắc là lấy ông này vì tiền. Nên dần dần, tôi chỉ thích đi chơi một mình cho thoải mái. Dù vậy, cũng không ít lần tôi buồn bã khi thấy bạn bè có đôi có cặp đi chơi vui vẻ, cười nói thân mật. Đó chỉ là sinh hoạt thường ngày, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng khổ hơn với cả tôi là khoản ấy. Tôi còn trẻ, phơi phới sắc xuân, nên đương nhiên vẫn có nhu cầu yêu đều đặn. Trong khi đó, chồng lại già rồi sức yếu, nên chẳng mặn mà gì chuyện vợ chồng. Cưới nhau hơn một năm, nhưng số lần gần gũi của cả hai chưa bằng cả những cặp mới cưới 2 tháng. Thậm chí khi anh bỏ đói tôi tới hơn 1 tháng. Mà nếu có yêu thì nhiều lần cũng chỉ để chiều lòng vợ, chứ không mấy thiết tha. Bảo mua thuốc về uống cho cải thiện tình trạng thì anh nhăn nhó nói tôi chỉ biết nghĩ đến chuyện ấy mà không lo cho sức khỏe của chồng. Nhưng vợ chồng có hạnh phúc hay không, một phần quan trọng là do sách mang lại. Những đêm nằm cạnh chồng, ham muốn trong người rực lên mà chẳng thể làm gì khiến tôi buồn tủi vô cùng. Dạo gần đây, vì chán chồng nên tôi hay đi chơi cùng đám bạn cùng cảnh. Đứa thì bỏ chồng, đứa thì hôn nhân không hạnh phúc. Chúng nó rủ tôi tới những nơi ăn chơi nức tiếng trong thành phố. Tôi có tiền, tiền trong tài khoản chồng tôi có thể tiêu pha tùy tiện. Anh chẳng bao giờ quan tâm. Chỉ có điều tôi chẳng thích thú gì cái thế giới ấy, chỉ là cứ đi cho khuây khỏa thôi. Đám bạn tôi thì đứa có bồ, đứa thì bỏ tiền thuê trai trẻ phục vụ. Chúng cũng bảo tôi nên kiếm một anh chàng mà bầu bạn, vì giữ cho chồng thì chồng cũng có làm được gì đâu. Nói thật, trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đi cặp kè, lăng nhăng bên ngoài. Nhưng khi ngồi viết những dòng này, tôi đang nghĩ tới chuyện đó. Hơn 1 tháng nay, vợ chồng tôi không quan hệ chăn gối. Bởi tôi chán cảnh sách nửa vời với anh nên không đòi hỏi. Chồng tôi thì chắc như vậy càng thêm rảnh nợ nên cũng chẳng ý kiến gì. Trong khi đó, khát khao đàn bà trong tôi vẫn rất mãnh liệt. Tôi muốn được nằm bên một người đàn ông khỏe mạnh, dịu dàng, được nghe nói những lời yêu thương mặn nồng và cùng trải qua những giây phút thăng hoa. Tôi nên ly hôn một lần nữa để tìm hạnh phúc thực sự, hay cứ ra ngoài vui vẻ trong vỏ bọc hôn nhân này? Thực sự trong tôi chỉ có 2 phương án đó. Còn cuộc sống ngột ngạt như thế này, tôi không chịu nổi nữa. Thưa quý vị, đúng là khi không qua thì chúng ta không thể biết được thực sự con đường đó là như thế nào. Tôi cũng hay nghe người ta nói chồng già vợ trẻ là tiên. Nhưng đó chỉ là quan niệm phiến diện dựa trên tiêu chí chung chung thôi. Còn vợ chồng chung sống với nhau cả đời phải hội tụ rất nhiều dây liên kết mới có được hạnh phúc. Đặc biệt là sự hài hòa về tính cách, quan niệm sống. Chuyện ấy, trong khi đó, đối với cách cặp đôi chênh lệch về tuổi tác, sự hòa hợp này rất khó hoàn hảo. Như vợ chồng chị Chính là một ví dụ điển hình. Anh nhà hơn chị hơn 30 tuổi, có thể nói 2 người thuộc 2 thế hệ khác nhau. Tất nhiên, như vậy quan điểm sống cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa, anh đã thuộc lớp người già, có sở thích, thói quen phù hợp với lứa tuổi của mình là điều đương nhiên. Ngược lại, chị thuộc thế hệ sau anh, lại đang phơi phới tuổi xuân, nên không thể chấp nhận được cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu. Và chuyện tình dục cũng vậy. Chồng chị đã bước qua tuổi 60, sức khỏe sinh lý suy giảm. Trong khi đó, chị vẫn đang ở độ tuổi xuân sắc. Nhu cầu yêu cao, không được thỏa mãn sẽ sinh ra buồn bực, ức chế, khó chịu. Có thể nói, đối với trường hợp của vợ chồng chị, 2 người không có sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn.
để dẫn đến hoàn cảnh như hôm nay, trước hết cũng nên trách chị. Đó là sự vội vã và qua loa trong hôn nhân. Chị chưa lường hết được những vấn đề nảy sinh khi lấy một người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi. Tình yêu lại không đủ lớn đến mức bất chấp tất cả. Chỉ là thấy chiều chuộng, có kinh tế là ưng thuận. Nếu dành thời gian lâu hơn để tìm hiểu trước khi hôn nhân, có khi chị đã nhận ra đây không phải là người phù hợp với mình. Sau khi kết hôn, hai người lại không thực sự cố gắng để vun đắp tình cảm vợ chồng. Không ai chịu dung hòa với tính cách, sở thích của đối phương thì làm sao tìm được sự hòa hợp. Càng ngày hai người càng tách xa nhau, như đi trên hai con đường không điểm chung. Và để đến mức như hiện tại, rất khó để có thể làm lại. Chị hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng một lần về suy nghĩ của bản thân, cũng như tất cả những trục trặc giữa hai người. Chứ đừng vội làm việc sai trái chỉ vì quá cô đơn, buồn bực. Hãy cho anh ấy biết rằng chị còn trẻ, chị cần được yêu thương và chăm sóc như bất kỳ người vợ nào. Và cũng đừng quên cho chồng hay, chị sẵn sàng đồng hành cùng anh nếu anh thay đổi. Riêng chuyện chăn gối, chẳng qua là chồng chị chưa nhận ra được nhu cầu của vợ và chưa thực sự muốn cải thiện. Hiện tại, có rất nhiều loại thuốc, phương pháp hỗ trợ nam giới tuổi mãn dục, phục hồi phong độ. Hơn nữa, ái ân cũng không nhất thiết là phải lần nào cũng lâm trận. Còn rất nhiều hình thức khác mà nữ giới vẫn có thể thỏa mãn. Nếu những cố gắng trên là vô ích, chị không thể tiếp tục cuộc sống ngột ngạt đó, thì hãy chia tay để tìm hạnh phúc thực sự. Cuộc đời chị còn rất dài, nếu cứ cam chịu sẽ gây ra những hậu quả khó lường cho bản thân. Câu chuyện thứ hai. Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình với bà cụ già lọm khọm, gọi nhau là vợ chồng, ái ân hai lần một tuần. Chung sống với nhau được 14 năm, người vợ không thể ngờ rằng chồng mình lại ngoại tình. Hơn nữa, tiểu tam còn là một bà cụ nhiều tuổi. Có nhiều lý do cho hành vi ngoại tình mà đôi khi không phải do tiểu tam đẹp hơn chính thất. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng rõ ràng cho chuyện đó. Ban đầu, cô Thương đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Một cuộc tình không nhất thiết phải liên quan đến vẻ đẹp hay tuổi tác. Đây là câu chuyện của gia đình tôi. Nó đã bị phá hủy bởi một người phụ nữ lớn tuổi hèn hạ. Cô Thương cho biết, cô và chồng đã kết hôn được 14 năm. Cặp đôi có với nhau hai người con gái. Cả hai đứa trẻ đều khá nhỏ. Cô Thương sở hữu vẻ ngoài khá xinh đẹp. Ấy vậy nhưng điều đó không đủ để giữ chân người chồng trăng hoa. Bề ngoài ai cũng nghĩ chồng cô Thương là một người đàn ông chung thủy, thật thà và hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng trên thực tế, anh ta đã thay đổi lòng dạ từ lâu. Hồi năm 2022, cô Thương vô tình phát hiện những tin nhắn giữa chồng với tình nhân. Hai người họ gọi nhau là vợ chồng, thường xuyên trao đổi tin nhắn và gọi điện để tán tỉnh nhau. Sau đó lợi dụng những lúc cô Thương bận rộn để đi hẹn hò bên ngoài. Cho đến mới đây, cô Thương đã theo dõi chồng và bắt quả tang tận tay hình ảnh chồng mình đang hẹn hò với tình nhân. Điều khiến cô Thương sốc hơn tất cả là tiểu tam lại là một bà cụ già lọm khọm, chứ không phải là một cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Xét về ngoại hình, bà cụ này còn kém cô Thương rất nhiều. Đau đớn và phẫn nộ, cô Thương đã dồn chồng và tình nhân vào góc tường để chất vấn. Cô Thương vừa khóc vừa hét lên: "Tại sao anh lại ngoại tình? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Chuyện này có xứng đáng không? Tôi tự hỏi tại sao anh lại ngoại tình với một bà già? Tại sao lại phá hủy cuộc hôn nhân vì một người phụ nữ như thế này?" Sau đó, cô Thương quay sang chất vấn tiểu tam. Bị bắt tại trận, cụ bà này không thể phủ nhận được nữa nên đành thú tội,
rằng bà đã quan hệ bất chính với chồng cô thương trong 16 tháng qua, bất chấp việc biết rõ người đàn ông này đã có gia đình. Hai người họ vẫn ân ái trong khoảng 2 lần một tuần. Bà cụ nói rằng đây là một người đàn ông tốt nên muốn dựa dẫm vào. Cô thương không nói nên lời khi nghe chồng và tình nhân giải thích. Cuối cùng cô thương đã quyết định sống ly thân với chồng và xem xét chuyện ly hôn. Sau khi đoạn clip mà cô thương đăng tải lên mạng, nó đã nhận được hơn 7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chỉ sau vài ngày. Cư dân mạng cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên và phẫn nộ trước câu chuyện ngoại tình trái ngang này. Tôi phát hiện ra rằng rất nhiều người đàn ông ngoại tình với người phụ nữ kém sắc hơn vợ mình. Tại sao vậy nhỉ? Những người phụ nữ đó có gì cuốn hút đến vậy sao? Chắc cụ bà kia phải sở hữu tài sản trăm tỷ. Người đàn ông này không xứng đáng có được tình yêu của bạn. Quý vị ạ, hạnh phúc gia đình vốn được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Bên cạnh đó là trách nhiệm vợ chồng và đời sống tình dục. Chính vì thế, sự hòa hợp trong tình dục sẽ quyết định rất nhiều đến hạnh phúc và gắn bó gia đình. Già rồi, ai cũng cảm thấy bản thân sức khỏe giảm đi rất nhiều, muốn thư thư lại. Tuy nhiên, nhiều ông chồng lại không nghĩ như vậy. Người già, con cháu đề huề, nhưng không phải cụ nào khi bước vào tuổi ngũ tuần đều tắt lửa lòng. Thậm chí có một số người nhu cầu chuyện ấy chỉ giảm đi chút ít. Người xưa có câu, già thì già tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già. Nhất là ở đàn ông, chuyện tắt lửa lòng khi về già chỉ là số ít. Thứ ba, vợ bí mật hãm nhu cầu của chồng già bằng thức ăn. Nếu như những người phụ nữ khác mong chồng khỏe và tìm mọi cách để tầm bổ cho chồng, thì lại có rất nhiều chị em phải cố gắng chịu đựng hoặc tìm mọi cách lảng tránh gần gũi với chồng vì chồng quá khỏe. Nhưng nếu không chiều thì mối quan hệ vợ chồng, gia đình sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Vậy nên bí mật kìm hãm nhu cầu sách của chồng bằng thức ăn chính là giải pháp mà nhiều chị em lựa chọn khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Chị Phạm Thị Kim Hậu, 58 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội. Chồng chị Hậu hơn chị 4 tuổi, và dạo trước thì không sao, nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, chồng chị bỗng khỏe bất thường. Lịch ái ân của vợ chồng chị trước đây chỉ 2 đến 3 lần một tuần, nhưng bây giờ chồng chị đòi tăng cường lên 5-6 lần. Thậm chí ngày nào anh cũng tìm đủ mọi cách để được vợ đồng ý. Đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại phải cơm nước, giặt giũ, dạy con học. Đến khi nằm xuống giường, chị Hậu chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành, nhưng lại bị quấy dậy. Không cho thì thương chồng. Thấy chồng bứt rứt cả đêm không ngủ được, chị Hậu lại cảm thấy không yên. Mà cho thì mệt nhoài cả người. Sáng hôm sau, chị Hậu chẳng muốn đi làm nữa. Một mối lo nữa mà chị không nói ra, nhưng ai cũng thầm hiểu, đó là việc chị không đáp ứng nổi nhu cầu của chồng, vì có thể anh sẽ tìm nơi khác để xả stress. Đang bối rối không biết làm cách nào, thì chị Hậu được bạn thân chỉ cho cách bí mật hãm nhu cầu tình dục của chồng bằng chính thức ăn hàng ngày. Cứ rau răm đậu nành mà dã thì đảm bảo chỉ 1-2 tuần là lão ấy xuống, bạn chị Hậu khẳng định. Mừng hơn bắt được vàng, chị Hậu quyết định áp dụng ngay tuyệt chiêu mà bạn đã chỉ dạy. Thế là hầu như ngày nào chị Hậu cũng tìm cách cho ăn rau răm vào các món ăn của chồng, những mong loại rau thần kỳ này có thể làm giảm đi một phần ham muốn của chồng. Bất cứ món gì chị cũng cho rau răm, lúc thì như một món rau sống ăn kèm, lúc lại cho tần với gà để chồng ăn tầm bổ. Khi thấy chồng có vẻ ngán, chị Hậu lại đổi sang đậu phụ. Hết đậu phụ chiên, đậu phụ luộc, canh đậu phụ nhồi thịt, sữa đậu nành. 1-2 lần, chồng chị Hậu cũng thấy lạ,
nhưng không hỏi gì. Sau thì anh thắc mắc, chị Hậu đành chống chế. Nghe nói ăn rau răm và đậu phụ rất tốt cho sức khỏe, tránh được bệnh hút và tim mạch. Chồng chị Hậu nghe xong cảm thấy vợ quan tâm, chăm sóc mình thì cảm động lắm. Cũng giống như chị Hậu, chị Thúy Hà ở Chương Định, Hà Nội, suốt ngày bận rộn với công việc ở nhà và ở cơ quan, nên dù mới hơn 30 tuổi, chị Hà đã không còn mấy hứng thú với chuyện chăn gối vợ chồng. Trong khi đó, chồng chị thì ngày càng tỏ ra ham muốn và tần suất dày đặc hơn. Nhiều khi muốn trong nhà được êm ấm, chồng không hậm hực, chị Hà cũng cố gắng để chiều chồng. Nhưng một hai lần thì còn được, ngày nào cũng phải cố, khiến chị cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng và rất dễ bị kích động. Bên cạnh đó, chồng chị Hà lại cao to, đẹp trai, trẻ trung và nhiều tiền, nên luôn ở trong tầm ngắm của các cô gái. Nếu không được thỏa mãn, khả năng rất cao là chồng chị sẽ giải tỏa ở nơi khác, và thế là chị sẽ mất chồng. Đau đầu vì không biết phải xử trí làm sao, nhiều người khuyên chị nên cùng chồng đi khám để tìm hiểu nguyên nhân và điều trị. Nhưng đời nào chồng chị chịu đi? Tính anh vốn sĩ diện cao, và lúc nào anh cũng tự hào bởi mình có bản lĩnh. Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, tình cờ chị Hà đọc được trên mạng cách hãm nhu cầu sách của chồng bằng thức ăn như ăn quả đào, rau răm, sữa, đậu nành. Vậy là cũng giống như chị Hậu, ngày nào thực đơn của chồng, chị Hà cũng bao gồm các món gì đấy ăn kèm với rau răm hoặc được nấu bằng rau răm, sau đó tráng miệng bằng đào và kết thúc bằng một ly sữa đậu nành. Mới đầu thì có vẻ không hiểu, nhưng dần dần chồng chị Hà nghi ngờ nên chị phải tìm mọi lý do để chối quanh. Sau khi áp dụng phương pháp hãm sách cho chồng bằng thức ăn thì hầu hết mọi sáng kiến đều sụp đổ. Chồng chị Hậu mới đầu rất cảm động vì sự quan tâm, chăm sóc của vợ. Nhưng một lần tình cờ, anh đọc được tin nhắn của cô bạn thân gửi tới trong điện thoại của chị Hậu với nội dung hỏi thăm xem phương pháp đó có hiệu quả không, thì chồng chị vô cùng giận dữ. Anh quay sang chất vấn, tra hỏi chị Hậu, rồi giận dỗi không thèm động chạm đến chị nữa. Thậm chí, chồng chị Hậu còn đi tối ngày, hôm nào cũng về nhà trong tình trạng say xỉn. Biết mình đã sai, chị Hậu phải xin lỗi và tìm mọi cách để chuộc lỗi với chồng. Còn chị Hà cũng không có gì khá khẩm hơn, mặc dù không bị chồng phát hiện ra âm mưu. Nhưng sau nhiều ngày bị tra tấn bởi một thực đơn liên tục, khiến chồng chị Hà ngán ngẩm, không thiết ăn ở nhà nữa mà liên tục ra ngoài ăn trưa, ăn tối rồi mới về nhà. Và tất nhiên, kế hoạch hãm nhu cầu tình dục của chị Hà đã đổ bể. Chồng chị vẫn ham muốn và đòi hỏi chị phải chiều chuộng mỗi ngày. Quý vị ạ, với người già, mà nhất là với đàn ông, hành động mạnh hơn lời nói. Như vậy, việc các ông chồng bỗng dưng đòi hỏi chuyện yêu nhiều hơn, có thể là nhu cầu thực sự hay có thể chỉ là cách trao đổi tình cảm với vợ, nhưng không có cách nào diễn đạt tốt hơn ngoài đòi chuyện ấy. Cũng có thể các ông chồng đang lo vợ ngoại tình nên ra sức làm cho vợ no sôi chán chè để không còn nghĩ đến ai nữa. Cũng có khi người đàn ông đang chịu áp lực lớn về công việc, trong các mối quan hệ ở cơ quan hay cảm nhận sức xuân đang ngày càng suy yếu. Thế là tình dục là liều thuốc an thần giúp các ông chồng tạm nguôi ngoai những nỗi lo đang ngự trị trong lòng. Tuy nhiên, cái gì cũng cần có giới hạn và mức độ thôi. Già rồi mà còn ham muốn quá độ thì chỉ tổ làm khổ các bà vợ thôi, quý vị ạ. Thứ tư, chồng già quá mạnh mẽ khiến vợ trẻ bị hàng xóm nghi ngờ ngoại tình sau khi có con. Tại Quảng Tây, Trung Quốc, có một người phụ nữ họ Đàm, tuổi còn khá trẻ
nhưng lại kết hôn với một cụ ông 78 tuổi họ Hoàng. Ngày hai người làm đám cưới đã từng gây xôn xao dư luận một thời gian. Rất nhiều người nghi ngờ mục đích thực sự của cô Đàm khi chấp nhận lấy một cụ ông đã ở tuổi gần đất xa trời. Theo thông tin đăng tải, cô Đàm mắc chứng viêm gan. Nghe người ta chỉ liền tìm đến ông Hoàng, một danh y chuyên về y học cổ truyền để chữa trị. Trong quá trình chạy chữa, hai người nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, vượt qua cái nhìn kỳ thị và những lời đàm tiếu của nhiều người, hai người chính thức kết hôn về một nhà. Sau thời gian chung sống vô cùng hòa hợp, vào hai năm trước, cô Đàm đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Đối với nhiều gia đình, sinh con trai thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng khi cô Đàm sinh con trai lại bị nhiều người dị nghị. Đa số đều hoài nghi cô Đàm là kẻ lẳng lơ ong bướm, ở bên ngoài có quan hệ với tình nhân, dẫn đến có thai, rồi về lừa ông Hoàng. Mọi người đều nghĩ rằng ông Hoàng đã ở tuổi xưa nay hiếm. Hai vợ chồng có con, chỉ sợ con cũng không phải là của ông Hoàng. Lúc đầu hai vợ chồng ông Hoàng cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ người khác nói gì, vẫn luôn đóng cửa không nghe, cũng không giải thích, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Tuy nhiên, vì càng ngày lời đàm tiếu càng nhiều, sợ không giải quyết triệt để, sau này con trai lớn lên sẽ chịu ảnh hưởng. Ông Hoàng quyết định đưa con trai đi xét nghiệm ADN. Kết quả giám định cho thấy ông Hoàng chính là cha ruột của cậu bé, đập tan mọi lời dị nghị không hay về cô Đàm. Sau đó, cô Đàm tiếp tục mang thai và hạ sinh một bé gái xinh xắn. Mọi người không khỏi choáng váng. Đa số đều cảm thấy bội phục cụ ông họ Hoàng, tuổi đã cao mà vẫn rất mạnh mẽ. Nhiều người còn đòi hỏi xin địa chỉ của danh y họ Hoàng để tới bốc thuốc, mong muốn mình cũng được cường tráng và khỏe mạnh như ông. Thưa quý vị, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tình dục không giới hạn tuổi tác mà phụ thuộc vào sức khỏe và nhu cầu của mỗi người. Người cao tuổi muốn duy trì chuyện ấy, trước tiên cần tăng cường sức khỏe bằng cách khám sức khỏe định kỳ để bổ sung nội tiết tố và vi chất kịp thời. Thực hiện lối sống lành mạnh và điều độ. Hàng ngày tập luyện những môn thể thao vừa sức như chạy chậm, đi bộ, tập yoga. Đặc biệt không sử dụng rượu bia, thuốc lá và rèn luyện tinh thần luôn lạc quan yêu đời. Việc vệ sinh vùng kín rất quan trọng, đó cũng là điểm hấp dẫn bạn tình. Chuyện phòng the ở người cao tuổi rất quan trọng nếu biết cách thăng hoa và thỏa mãn đối tác. Sự hài hòa về thể xác và tâm hồn sẽ hóa giải mọi lo lắng về bệnh tật, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp người cao tuổi loại bỏ cảm giác cô đơn và ngày càng cảm thấy hạnh phúc, viên mãn. Về già, cấm quan hệ kiểu này, kẻo chết oan. Chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, bạn có biết rằng hoạt động tình dục ở tuổi già, khi được điều chỉnh và thực hiện đúng cách, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và tinh thần. Nó giúp duy trì sự trẻ trung và ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, khi tuổi tác cao, hoạt động này có thể giảm sút, khiến nhiều người lớn tuổi cảm thấy mất đi sự hưng phấn của tuổi trẻ. Đáng tiếc, việc thực hiện sai cách trong sinh hoạt vợ chồng có thể gây ra những tình huống bi hài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng tiếc hơn nữa là nhiều người không dám trò chuyện về vấn đề này, do đó khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và không thể khắc phục, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Vậy để tránh những hệ quả không mong muốn, chúng ta cần biết những nguyên tắc và cách tiếp cận đúng đắn trong cuộc sống vợ chồng. Xin mời quý vị khán giả cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, U50 nhập viện vì cậu nhỏ bị gãy khi quan hệ sai tư thế.
Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ tại đây vừa xử trí trường hợp người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội bị gãy súng khi quan hệ tình dục sai tư thế. Trước đó, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân là ông Tài, 50 tuổi, ở Hà Nội, vào viện trong tình trạng sưng nề bầm tím gốc dương vật kèm đau. Thạc sĩ bác sĩ Võ Vũ Trường Giang, khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Đức, trực tiếp cấp cứu đã kịp thời thăm khám cho bệnh nhân và phát hiện ông Tài đau nhói ở gốc dương vật, mất trương lực một bên. Qua khai thác, người bệnh cho biết khi đang quan hệ thì nghe tiếng khục, đồng thời đau nhói không thể tiếp tục. Sau 3 giờ đau, tình trạng tụ máu, bầm tím vùng gốc dương vật tăng nhiều lên nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ vật hang và tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy vật háng bên phải bị vỡ, tụ máu nhiều ở vùng dưới da, quanh chu vi thân dương vật. Ekip mổ đã kịp khâu phục vụ cân trắng vật hang, lấy máu tụ. Sau mổ, tình trạng người bệnh ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại khoa điều trị. Cũng liên quan đến tình trạng bệnh nhân vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế, tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức trong vòng một tháng qua cũng ghi nhận 5 trường hợp tương tự. Theo các bác sĩ, quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương cậu nhỏ, do các quý ông thường vội vã đưa cậu nhỏ trượt ra ngoài âm đạo, đâm vào những vùng cứng như vùng hông, xương ụ ngồi, vùng mu và đối tác khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo rất khó khăn trong quá trình điều trị. Vì vậy, các quý ông cần cẩn thận trong quan hệ tình dục, tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn dễ dẫn đến tai nạn. Đặc biệt, các bác sĩ cũng lưu ý khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời nhằm giúp cậu nhỏ tránh những biến chứng gây khó khăn cho việc xử trí và để lại những hậu quả sau này như rối loạn cương dương, mất khả năng tăng sinh lý, thậm chí tổn thương nặng có thể gây đứt niệu đạo. Quý vị thân mến, nếu như đang lâm trận mà gặp phải biến cố thì ta cũng đừng ngại ngần mà tìm đến ngay các bệnh viện lớn để được thăm khám và chữa trị kịp thời. Dù tuổi tác có cao thì sức khỏe cũng phải ưu tiên hàng đầu. Ngại ngùng hay sợ không dám đi thì chỉ khiến bệnh tình thêm nặng, chưa kể có một trường hợp đã toang khi vừa mới lâm trận. Tiết lộ tư thế quan hệ tình dục nguy hiểm nhất. Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng tư thế quan hệ tình dục phụ nữ ở trên là nguyên nhân khiến ra hơn một nửa các trường hợp gãy dương vật khi quan hệ. Theo nghiên cứu được công bố, giả thuyết của chúng tôi là khi ở trên, phụ nữ thường kiểm soát chuyển động, toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình tác động lên súng đang cương cứng, nên không thể sửa chữa kịp thời khi thâm nhập không đúng. Bởi trong các tai nạn, người phụ nữ không thấy đau đớn. Theo đó, nếu ngược lại, khi người đàn ông ở trên, họ kiểm soát mọi thứ, có cơ hội ngăn chặn sự thâm nhập sai lầm để phòng ngừa việc gây đau đớn, tai nạn. Các tác giả nghiên cứu cho biết gãy dương vật là tai nạn tương đối phổ biến hiện nay. Bệnh nhân bị tai nạn thường sợ hãi, bối rối nên chậm trễ đến bệnh viện, dẫn đến suy giảm chức năng tình dục. Qua việc xem xét hầu hết các bệnh án và ghi lại thông tin thực tế từ bệnh nhân, chúng tôi thấy nguyên nhân chính của tai nạn này chủ yếu do sai tư thế trong phòng the, rất ít trường hợp tai nạn do các yếu tố xã hội. Câu chuyện thứ hai, bà cụ U70 suýt mất mạng khi quan hệ với trai trẻ sai tư thế. Bác sĩ Hoàng Cầm,
Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam cho biết, từng gặp một bệnh nhân nữ 63 tuổi, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội, đến thăm khám trong tình trạng huyết áp tụt cực thấp, đe dọa tính mạng do quan hệ tình dục sai tư thế. Tuy nhiên, bệnh nhân nhất định không chịu nhập viện vì xấu hổ. Bạn tình của bà là một thanh niên 28 tuổi. Bác sĩ đã kiên quyết buộc nhập viện. Bà bị khâu nhiều mũi do cùng đồ nằm giữa tử cung và trực tràng bị rách. Theo bác sĩ Dung, nguyên nhân thủng cùng đồ khá đa dạng, chủ yếu là do dùng ngoại lực có mức độ lớn, tác động nhanh và đột ngột vào cùng đồ theo đường âm đạo. Một số nguyên nhân khác là thực hiện hành vi tình dục khi nữ giới chưa sẵn sàng. Các tuyến ở âm đạo chưa bài tiết đủ lượng dịch nhầy cần thiết để bôi trơn. Hiện tượng khô hạn, âm đạo mất khả năng đàn hồi, ít co giãn khi buộc phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh. Bác sĩ Sầm cho biết, từ trước tới nay, người ta thường nói nhiều về an toàn tình dục trên phương diện tránh các bệnh lây qua đường tình dục, tránh có thai, tránh sinh hoạt tình dục ở tuổi vị thành niên. Không nhiều người đề cập tới an toàn tình dục dựa trên tư thế làm tình và đặc biệt là thời gian không nên làm chuyện ấy. Bác sĩ Sầm cho biết, thủng cùng đồ ít được nhắc đến trong y văn, nhưng trên thực tế, khi quan hệ tình dục, chỉ cần dương vật nam giới có chiều dài từ 14 đến 18cm, khi cương cứng, nếu không thực hiện hành vi tình dục thận trọng, có thể gây thủng cùng đồ. Tai nạn này là thường gặp ở phụ nữ sau chu kỳ kinh nguyệt, sau sinh đẻ, phụ nữ nhiều tuổi. Bác sĩ lưu ý, phụ nữ có thai cũng cẩn thận trong khi quan hệ tình dục, nhất là ở tam cá nguyệt cuối. Phòng tránh thủng cùng đồ khi quan hệ tình dục. Bác sĩ Sầm khuyến cáo, trong thời gian đèn đỏ nên tránh làm chuyện ấy vì có thể gây băng kinh hoặc viêm nhiễm cấp tính. 3 tháng đầu sau khi sinh, phụ nữ nên sinh hoạt tình dục nhẹ nhàng. Khi cơ thể đang mệt mỏi cũng nên tránh làm tình. Nếu vẫn có nhu cầu, nên thư giãn cơ thể, nghỉ ngơi trước khi lâm trận. Tổn thương cùng đồ có nhiều mức độ, mỗi mức độ có biểu hiện lâm sàng khác nhau. Nếu chỉ bị xây sát nhẹ, người bệnh sẽ có cảm giác nóng rát ở âm đạo kèm một ít máu, nhưng có thể cầm máu mà không cần can thiệp y khoa. Tuy nhiên, những tổn thương nặng nề hơn như rách rộng, sâu, phức tạp hoặc rách ở nhiều chỗ sẽ gây mất máu, nhiễm trùng, đau đớn rất nhiều và đe dọa tới tính mạng. Bác sĩ Sầm khuyên rằng, nếu gặp các tình huống này, người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa phụ sản ngay lập tức để được khám, xác định nguyên nhân, mức độ tổn thương và xử lý cấp cứu kịp thời. Thêm vào đó, mọi người nên tránh quan hệ tình dục thô bạo, nên trao đổi với bạn tình những tư thế phù hợp và không nên vào trận quá nhanh mà phải có khúc dạo đầu để tăng tiết dịch bôi trơn âm đạo, hạn chế tổn thương không đáng có. Câu chuyện thứ 3. Tá hỏa cụ ông 83 tuổi ngã ngựa khi lâm trận với gái mại dâm. Mấy ngày nay, tại các quán trà đá vỉa hè ở thành phố Thái Bình, người dân đang bàn tán xôn xao về câu chuyện một cụ ông đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, bị đột tử trong nhà nghỉ khi đang hành sự với gái mại dâm. Dù rất thương cụ, nhưng vợ và con cũng cảm thấy bối rối, xấu hổ khi có ai đó nhắc đến câu chuyện chẳng mấy hay ho này. Gặp tai nạn vì xung trận. Có mặt tại cơ quan chức năng, chị Lê Thị Phương, sinh năm 1977, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tỏ ra dè dặt. Khi dò hỏi, chị Phương luôn cúi mặt và chỉ trả lời nhát gừng những câu hỏi của cán bộ điều tra. Nhìn nét trẻ trung xinh xắn của người phụ nữ này, ít ai nghĩ rằng chị đã ở vào cái tuổi 37. Theo tìm hiểu, chị Phương là gái mại dâm và cũng là một trong những địa chỉ quen thuộc mà cụ Cường hay tìm đến để tâm sự.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, ngày 16 tháng 2, cụ ông Nguyễn Văn Sa, sinh năm 1931, trú tại tổ 12, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, đến một nhà nghỉ bình dân thuộc xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và gọi chị Phương đến để phục vụ. Tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Nguyễn Văn Sa vẫn sở hữu một thân hình khỏe mạnh, cường tráng như một người đàn ông tuổi trung niên nhờ có thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ. Lê Thị Dung ngượng ngùng cho biết. Được biết, cụ Sa có vợ và 5 cô con gái đều đã lập gia đình riêng. Trước khi chuyển đến sinh sống tại địa chỉ nói trên, cụ Sa ở cùng cô con gái cả trong căn nhà nhỏ thuộc địa bàn phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Khi con cái Phương trưởng đã yên bề gia thất, cụ Sa bàn với cụ bà mua một căn nhà nhỏ ven đô thuộc tổ 12, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình và chuyển về đây sống cho yên tĩnh. Cụ ông Nguyễn Văn Sa là người hiền lành, tử tế, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng và đối xử tốt với vợ con. Duy chỉ có điều, cái thói chăng hoa từ thời trai trẻ là cụ không bỏ được, dường như đã ăn vào máu rồi. Một người hàng xóm nhà cụ Sa cho biết. Người này còn cho biết thêm. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng nhưng khá bi hài này, gia đình con cháu đã xúm vào lo tang ma cho cụ Sa rất chu đáo. Hàng xóm láng giềng cũng đưa tiễn cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng 18 tháng 2 vừa qua. Thôi thì cụng đã đến tuổi, đi thì đã đi rồi. Chỉ có điều, cụ ra đi trong hoàn cảnh nhạy cảm này khiến con cháu thật khó xử. Khổ nhất là người ta cứ bàn ra tán vào, chê bai, làm vợ con cụ rất khổ tâm, không dám tiếp xúc với ai. Chị Nguyễn Thị Hương, con gái cụ Sa lắc đầu chua chát. Người chết thì đã chết rồi, nhưng miệng lưỡi để đời. Bố tôi làm thế, người ta cười vào mặt chị em chúng tôi, làm sao chúng tôi dám ngẩng đầu lên được. Theo tường trình của Lê Thị Phương tại cơ quan chức năng, chiều ngày 16 tháng 2, cụ ông Nguyễn Văn Sa đến nhà nghỉ và gọi điện cho chị qua phục vụ. Tại đây, cụ Sa còn khoe có một món tiền nho nhỏ khoảng hơn 2 triệu đồng và hứa sẽ cho Phương một ít. Lê Thị Phương ngượng ngùng cho biết, tuy tuổi đã cao, sức khỏe đã phần nào hạn chế, nhưng mà trong lĩnh vực này thì ông ấy vẫn còn hăng lắm. Lâm trận được một lúc thì thấy cụ ông ngất xỉu. Do lo sợ nên Lê Thị Phương đã vội đẩy cụ xuống và bỏ trốn mà không báo cho chủ nhà nghỉ đưa cụ Nguyễn Văn Sa đi cấp cứu, khiến cụ tử vong ngay tại đó. Ông Nguyễn Văn Tú, chủ nhà nghỉ cho biết, cụ ông tuổi đã cao nhưng vẫn còn phương phi tráng kiện, vì tôn trọng tự do của khách, để họ không e ngại nên tôi cũng không hỏi han gì kỹ. Không người ta lại cho mình là tò mò, thóc mách vào chuyện của người khác. Ông Tú cho biết thêm, sau khi hai người khách, một già một trẻ, vào phòng được khoảng gần một tiếng, thì cô gái vội vã ra đi, nói là đi đâu đó. Nghĩ có thể cô gái đi mua đồ ăn và cụ ông vẫn còn trong phòng nên ông Tú cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy cô gái kia quay lại, ông cụ vẫn ở lì trong phòng nên ông Tú sinh nghi. Ông gọi cửa mãi nhưng không thấy ai thưa. Gọi một lúc không thấy trong phòng có động tĩnh gì nên ông Tú quyết định lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra. Thì phát hiện cụ nằm trên giường, đầu ngẹo sang một bên. Lay gọi không thấy cử động. Kiểm tra thì ông cụ đã tắt thở. Hoảng quá, ông Tú vội chạy ra hô hoán hàng xóm sang giúp một tay đưa cụ đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Vũ Thư. Nhưng các bác sĩ kết luận cụ Sa đã tử vong trước đó. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an. Sau khi xác nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có mặt, phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, cụ Nguyễn Văn Sa tử vong vì ngã ngựa do chứng
Thượng Mã Phong. Khổ vì đa mang. Một cán bộ điều tra huyện Vũ Thư cho biết, tuy tuổi đã xưa nay hiếm, nhưng cụ Nguyễn Văn Sa còn khá khỏe mạnh và đặc biệt là có thói trăng hoa. Cụ Sa còn liền một lúc cặp bồ với hai người phụ nữ khác tại địa phương. Câu chuyện những cụ ông thèm tình đi tìm của lạ với gái làng chơi là không hiếm. Một khi đã không kìm hãm được ham muốn, nhiều cụ ông sẵn sàng bỏ ít tiền để vui vẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, không ít cụ vì xung trận hăng quá đã phải bỏ mạng, vị cán bộ điều tra này cho biết. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì để ầm ĩ nếu như không xảy ra cái chết của cụ Nguyễn Văn Sa ngay trong nhà nghỉ. Sau khi sự việc xảy ra, con cháu của cụ xấu hổ vì ít ra cụ cũng đã có con cháu đề huề lại mang tiếng chết vì đi chơi gái. Cảnh báo hiện tượng ngã ngựa khi đang yêu và cách cấp cứu tại chỗ. Tình trạng chết đột ngột khi đang yêu không chỉ xảy ra ở quý ông mà ở cả quý bà nữa, nhưng ít được nhắc đến. Theo nghiên cứu của giáo sư Muller, vào năm 1984, trong 5.560 trường hợp đột tử thì có 34 ca chết khi đang sinh hoạt tình dục. 18 người mắc bệnh tim mạch từ trước, trong đó có 2 phụ nữ. Nguyên nhân gây đột tử thường do nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, trụy tim mạch. Nguy cơ dễ dẫn đến tai biến đột tử là cao huyết áp. Điều nguy hiểm của bệnh cao huyết áp là người bệnh trông vẫn bình thường, thậm chí không biết mình có bệnh nên dễ chết bất ngờ. Vì thế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi bệnh cao huyết áp là tên sát nhân thầm lặng. Người cao tuổi thường có nhiều bệnh do tác động của môi trường sống như ô nhiễm, thuốc lá, rượu, stress. Ngoài ra, theo thời gian, cơ thể còn chịu ảnh hưởng của cơ chế lão hóa tế bào. Việc tiêu thụ oxy sẽ làm phát sinh các gốc tự do và chúng tấn công vào màng tế bào, kéo theo các tai biến mạch máu não, đồng thời gây ung thư cũng như chứng nhồi máu cơ tim. Trong các bệnh lão suy ở người cao tuổi thì bệnh tim mạch đứng hàng đầu. Trong đó, bệnh cao huyết áp vừa gây ra các bệnh tim mạch khác, vừa làm trầm trọng các bệnh sẵn có. Bệnh cao huyết áp nguy hiểm ở chỗ 50% người bị cao huyết áp không biết mình có bệnh, 50% biết bệnh nhưng lại không được điều trị, và 50% người được điều trị thì không hữu hiệu. Như vậy, trong 100 người bị cao huyết áp dễ bị thượng mã phong thì chỉ có 13 người được điều trị đúng cách. Người bạn tình nên biết qua biện pháp cấp cứu tại chỗ để hồi dương sinh mạch cho nạn nhân. Theo tài liệu của cố bác sĩ Trần Bồng Sơn, thì đối với người bị ngất xỉu, bất cứ trường hợp nào, nếu tạo ra một kích thích mạnh như bứt tóc tai, bứt lông ở hậu môn nếu có, cũng có thể làm cho đương sự đau quá mà tỉnh dậy. Có lẽ vì thế mà phụ nữ xưa hay cài châm và các bà mẹ dành y lý thường dạy con gái dùng châm đâm mạnh vào đốt xương cùng để làm người ngã ngựa tỉnh dậy. Về xử trí ngất xỉu, nên nhẹ nhàng đưa chàng hoặc nàng nằm xuống, lấy dầu xoa để nghỉ ngơi cho đến khi phục hồi, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện. Thượng Mã Phong, chứng ngã ngựa trong quan hệ tình dục. Thượng Mã Phong hay Phạm Phong vẫn là một điều gì đó còn bí ẩn với không ít người. Tuy nhiên, thực tế vấn đề này đang xảy ra thường xuyên với nhiều đôi quan hệ tình dục. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Tám, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nhiều người vẫn nghĩ phạm phòng chỉ là sự hù dọa đối với đôi vợ chồng trẻ đêm tân hôn. Nó hiếm khi xảy ra và không có thực. Thực tế, sự cố này vẫn xảy ra thường xuyên, không chỉ ở các đôi tân nương
mà cả ở các cặp vợ chồng đã chung sống với nhau một thời gian. Chỉ có điều người ta giấu không dám nói ra. Hàng năm, bác sĩ Tám giải quyết cho khoảng 5 đến 7 cặp vợ chồng bị tình trạng này, như trường hợp anh Nguyễn, 60 tuổi, ở Nguyễn Cao, Hà Nội. Nửa đêm được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, rối loạn thần kinh thực vật nặng, mất ý thức, vã mồ hôi, huyết áp tụt. Người vợ cho biết, anh đi uống rượu về và hai vợ chồng vừa sinh hoạt xong thì anh trở nên như vậy. Ngay lập tức, anh được cấp cứu, cho dùng thuốc bổ dương, làm ấm. Sau 3 ngày, anh được xuất viện nhưng phải uống thuốc mấy tháng mới phục hồi. Ngược với anh Nguyễn, xuất tinh xong mới bị, anh Hoàng, 40 tuổi, ở Hoàng Cầu, Hà Nội, sau một ngày lao động mệt mỏi, trong lúc đang ân ái thì toàn thân tê cứng, liệt hết tay chân. May mắn người vợ quen bác sĩ nên ngay lập tức gọi điện. Vì không có châm cài như các cụ xưa, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Tám đã hướng dẫn chị nhổ lông vùng xương cụt của chồng, đồng thời bấm mạnh huyệt nhân trung. Sau đó mới cho anh rời khỏi bụng vợ và cho uống nước gừng nóng, xoa cao, làm ấm cơ thể. Sau đó anh cũng phải điều trị rất lâu để phục hồi sức khỏe. Trúng phong khi đang giao hợp. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Tám cho biết, phạm phòng trong y học cổ truyền gọi là chứng phòng sự hôn quyết, nghĩa là đang trong cuộc mây mưa, bỗng nhiên người đàn ông bất tỉnh nhân sự, thở nhanh và nông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lạnh toát. Tùy theo chứng trạng mà có cách gọi khác nhau. Theo dân gian, gọi thượng mã phong hoặc hạ mã phong là theo Hán nghĩa Việt. Thượng là ở trên, mã là ngựa. Thượng mã là nam nữ giao hòa, nam trên nữ dưới, phong là trúng phong, một loại bệnh cấp tính nguy hiểm dễ gây chết người. Thượng mã phong là trúng phong khi đang giao hợp. Theo y văn, còn phân biệt theo kiểu trúng khi trên ngựa, gọi là thượng mã phong hay mã thượng phong. Đã xuống ngựa mới bị trúng thì gọi là mã hạ phong hoặc hạ mã phong. Thượng mã phong là ngôn ngữ dân gian. Đông y cổ truyền gọi là chứng sắc quyết. Quyết là tình trạng chân tay lạnh toát, ngất xỉu, hôn mê. Ở nam giới gọi là thoát dương, ở nữ giới gọi là thoát âm. Y thư cổ còn gọi là tẩu dương. Khi muốn nhấn mạnh nguyên nhân bệnh, tẩu dương nghĩa là dương khí bị thất thoát do tinh dịch tiết ra quá nhiều, dẫn tới hôn mê tử vong. Phòng sự hôn quyết, theo lý giải của Đông y, hiện tại thì phòng sự chỉ sự việc ở chốn phòng the. Hôn quyết là choáng váng, ngất xỉu, hôn mê, chân tay lạnh. Phòng sự hôn quyết chỉ tình trạng nam nữ đang giao hòa, bỗng nhiên mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát hoặc mồ hôi vã ra đầm đìa. Hôn mê bất tỉnh nhân sự, nếu không xử lý hoặc cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Những cơn địa chấn khoái cảm. Dù phạm phòng được người dân và đông y nói tới rất nhiều, nhưng theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu, nguyên vụ trưởng vụ sức khỏe sinh sản, Bộ Y tế, trong 50 năm làm nghề và trong tất cả các sách y văn mà ông biết thì đều không có chứng bệnh này. Ông chỉ được nghe kể một vài trường hợp người ta gọi là thượng mã phong dẫn tới mệt mỏi chứ không tử vong. Nhưng thực tế có đúng hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, việc một số người trong và sau ái ân mệt lả là do bệnh lý hoặc do giao hợp nhiều dẫn đến kiệt sức. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu phân tích, trung bình một lần quan hệ, con người ta tiêu tốn mất khoảng 100 calo, tương đương với đi bộ 3 km hoặc leo 5 tầng cầu thang. Người bình thường, chuyện này rất nhẹ nhàng, thậm chí thanh niên, người khỏe mạnh, có khi giao hợp được 2-3 lần liên tục, 5-7 lần một đêm. Nhưng cần chú ý rằng, để tạo khoái cảm và cực khoái, cơ thể gần như phải huy động toàn bộ phòng ban, từ thần kinh, tuần hoàn đến nội tiết.
hầu hết hạ tầng của chúng ta được thiết kế để chịu được những cơn địa chấn khoái cảm mức phổ thông hoặc đột biến vừa phải. Nhưng khi phấn khích, say mê quá mức, tim đương nhiên phải hoạt động mạnh, thần kinh phải kích thích, vỏ não hưng phấn quá độ, ngay lập tức cơ thể sẽ tìm cách hãm lại bằng cách gây ra ức chế. Khi ức chế, người đàn ông chỉ cần thư giãn một lúc, ngủ một giấc là trở lại bình thường. Nhưng nếu ức chế quá độ, quá mạnh, lan tỏa ra, nó sẽ làm dừng lại toàn bộ hoạt động của cơ thể, trong đó có tim, dẫn tới người đàn ông bị bất tỉnh, thậm chí bị đột quỵ, nhồi máu não. Lý giải nguyên nhân ngã ngựa khi đang yêu. Dị ứng với các biện pháp an toàn, yêu ở những nơi nguy hiểm, lạm dụng thuốc kích thích, bao quy đầu quá dài là những nguyên nhân thường gây ngã ngựa. Ngã ngựa hay phạm phòng là hiện tượng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể mắc phải. Nhẹ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình ái ân sau này. Nặng thì sẽ dẫn đến tử vong nếu không sơ cứu đúng cách. Tuy nhiên, để truy tìm nguyên nhân của hiện tượng này, không phải ai cũng biết. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, phòng khám Nam Khoa, Trung tâm Phát triển Ánh Sáng và Cộng đồng cho biết, ngã ngựa hay phạm phòng trong Tây Y gọi là chứng mệt lả hay đột quỵ trong giao hợp. Bệnh thường gặp ở những người có sức khỏe kém, những người có bệnh mãn tính, đặc biệt là tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Nguyên nhân, theo các bác sĩ Tây Y, là do trong quan hệ, nhịp tim và huyết áp tăng cao. Huyết áp có ảnh hưởng quá nhạy cảm, có thể tăng vọt lên đến 50%. Một thí nghiệm làm ở Anh cho thấy, huyết áp tăng cao 48% ở phái nam và 57% ở phái nữ. Sự gia tăng huyết áp này khiến cho một số phụ nữ bị say sầm, ngất xỉu, gây ra nhức đầu khủng khiếp ở một số người nam và gây ra biến chứng mạch máu não hay đứt mạch máu não ở cả hai phái. Vì thế, bị đứng tim, ngất xỉu gây ra chứng thượng mã phong không phải là hiếm thấy trong lúc đạt tới đỉnh cao nhất của kích thích. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hết Tình. Thấy ngày nào anh vào khách sạn cùng một cô gái đã đứng tuổi, tim tôi như đã chết. Hôm ấy tôi cứ đứng ngoài cửa khách sạn mà khóc, đến mức cô tiếp tân cũng ái ngại. Tôi không dám đánh ghen, không dám tận tay say tận mặt. Tôi sốc, sốc thật sự. Tôi trở về nhà trong trạng thái rũ rượi như người điên và khóc như mưa. Buổi chiều tôi vẫn đi đón con, đi chợ nấu ăn cho chồng. Đến tối tôi vẫn chờ chồng về cùng anh dùng bữa tối. Anh thấy mắt tôi đỏ hoe, nhưng chỉ an ủi vài câu, anh vẫn nghĩ tôi buồn vì con gái đang bệnh. Con gái tôi đang bị hẹp van tim, vì sức khỏe chưa mổ được. Tôi đã cố hết sức để chữa trị cho cháu. Tôi cứ lao kiếm tiền rồi ôm con chạy viện. Tôi chưa bao giờ hỏi lương chồng đưa bao nhiêu, tôi biết bấy nhiêu. Nhưng sự thật quá phũ phàng, anh ngoại tình ngay khi vợ ôm con đang nằm bệnh. Khi ngày ngày tôi sấp ngửa, hết lo chuyện con trai, đi làm lại tới chuyện con gái bệnh. Anh chẳng ngờ tôi đã biết, cũng chẳng ngờ nếu con có bề gì, chắc tôi không để anh yên. Hình như tất cả khổ đau đang dồn vào tôi tới bước đường cùng. Anh tin tôi không dám bỏ anh, vì tôi là người tình lẻ, nên được vào hộ khẩu nhà anh. Tuy không được lòng mẹ anh, nhưng tôi tự lập. Tôi làm được, lo cho gia đình được, dù tôi chỉ cao 1m6 và nặng 47 cân. Thế nhưng gần đây, anh gần như công khai chuyện ngoại tình. Chỉ có tôi ngoảnh mặt làm ngơ, quất mắt trông coi mà dáng chịu đựng. Thấy tôi buồn, linh cảm mách bảo con gái hỏi vì sao không thấy bố ghé thăm. Tôi đành nói dối bố bận đi công tác, bận dự án ở xa để con gái bớt lo nghĩ. Càng nói dối tôi càng thêm đau. Mỗi ngày với tôi là một cuộc chiến,
cuộc chiến với công việc hàng ngày kiếm tiền, con cái, lo việc nhà, với những đau đớn phải chôn chặt. Đôi lần tôi muốn thử xem chồng có còn cần và yêu mình. Tôi vẫn cố lo cho mình sạch sẽ gọn gàng. Tuy hai con, nhưng dáng tôi vẫn thon thả, vì có lẽ tôi đi như chạy, công việc quá nhiều. Tối tôi vẫn nồng nàn trên giường. Nhưng từ khi thấy anh đi với cô gái khác, thì tôi mất cảm xúc, cố quên, nhưng lần nào cũng thất vọng. Lần nữa vẫn thấy anh đi gái. Anh có đói đâu mà phải như vậy. Các con tôi vẫn quấn lấy bố, mặc dù anh vẫn đón con, tối vẫn ru con ngủ, vẫn chỉ bài cho con gái, vẫn muốn làm tình với tôi. Sau thì tôi không nhịn được nữa. Đành nói bẩn lắm, thì anh nhìn tôi tròn mắt, im lặng dừng lại, ra ngoài hút thuốc. Một đêm, con gái khó thở, tôi cuống cuồng đưa con nhập viện khẩn cấp. Tình trạng diễn biến xấu hơn. Tôi sấp ngửa chuẩn bị vào bệnh viện. Không có bóng dáng chồng ở nhà. Tôi thừa biết anh đi đâu. Đêm qua anh không về nhà. Cũng đã mấy đêm anh không về. Con trai vẫn say sưa ngủ. Tôi gọi cho chồng. Chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Tôi gọi liên tiếp. Lần này anh bắt máy và gắt lên. Đang bận. Rồi cúp máy cái rụp. Tôi bực mình tiếp tục gọi 4-5 cuộc nữa. Vẫn là máy bận. Thất vọng, tôi nhắn: anh về nhà gấp giúp em trông con và mai đưa con đi học. Con gái nhập viện rồi, em phải vào viện gấp. Anh về ngay nhé, không có người ở nhà bên cạnh con trai. Đáp lại dòng tin nhắn như van xin ấy là bận. Tôi rớt nước mắt, hai cánh tay rã rời, đầu óc quay cuồng. Tôi bất lực thật rồi, bất lực trước người chồng mà mình từng hết lòng thương yêu. Giá như trước đó anh không bắt máy, có lẽ tôi sẽ nghĩ là bồ anh trả lời tin nhắn. Nhưng đó là anh, chính là chồng tôi chứ không phải ai khác. Nửa đêm, tôi gọi con trai dậy, hai tay ôm hai con bắt xe taxi đưa con đến nhà bạn nhờ cô ấy trông giúp. Cô bạn làm cùng công ty thảng thốt: trời ơi, thế chồng cậu đâu? Tôi chỉ biết rớt nước mắt. Vậy là bạn nhảy lên xe đi cùng tôi tới viện. Trên xe đến viện, tôi khóc như mưa. Tôi chỉ cần anh có trách nhiệm với con gái, vậy mà anh sẵn sàng ở cùng bồ chứ không về chăm con. Nếu anh không gửi được bạn, nếu đêm hôm con trai tôi mới hơn 2 tuổi ở nhà một mình có bề gì, tôi biết làm sao. Suốt đời tôi sẽ không thể quên sự lạnh lùng của chồng mình trong đêm ấy. Tôi ngỡ mình cố cắn răng chịu đựng để lo lắng cho con gái, để anh tự giác quay về, nào ngờ lại làm mình đau hơn. Tôi đưa con vào phòng cấp cứu, đợi con đã an toàn ra phòng hồi sức, nên chỉ nhìn cháu qua cửa kính, nước mắt tuôn rơi. Nhiều người nhà bệnh nhân đến an ủi tôi. Tới khi bạn học của bạn, bác sĩ khoa sản chạy tới, tôi gửi con cho bạn, nói đi chút quay lại. Sức chịu đựng của tôi đã hết. Tôi gọi cô bạn chuyên đi đòi nợ thuê, thêm hai người nữa cứ lần theo định vị, mà chẳng cần vì cách xa nhà có bao nhiêu đâu. Trước khi đi tôi báo cho bố mẹ chồng, anh chồng đến nhà nghỉ đó. Tung cửa ra, bạn tôi quay phim, còn tôi rút thẳng thắt lưng của chồng, tiện tay vơ hết quần áo vứt ra cửa sổ. Tôi quất bằng tất cả sức lực của mình. Chồng tôi vùng dậy, thằng vệ sĩ giữ chặt và khóa đầu khóa thắt lưng liên tiếp vào bụng, vào ngực, bộ hạ của chồng tôi. Chồng tôi giật lên, tôi vẫn quất chồng ngất xỉu. Con đó tôi táng cho một trận, tới khi bạn tôi nói đủ rồi, bạn lật mặt lên thì biết nó té ra là con gái công sở đã có chồng. Tất cả sự căm thù tôi trút vào đấy rồi tôi ngất đi. May sức tôi yếu, chứ không thì án mạng đã xảy ra. Bạn tôi gọi 115 đưa vào viện. Hai người kia chỉ quấn ga giường mang đi viện. Bố mẹ chồng tôi chạy tới vào viện. Lúc này bố mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Chẳng trách ông bà vô tâm, chỉ tin con trai, dâu khắc máu tanh lòng. Đã có lần mẹ chồng nói,
đừng mơ tiền bạc nhà tôi. Ông bà tính bênh con trai thì anh chồng chặn lại. Trước mắt, anh chồng nói bố mẹ chồng lo cho cháu trước, còn chuyện này xử sau. Anh chạy sang bên cháu hỏi cô bạn bác sĩ rõ về bệnh tật của cháu, an tâm rồi mới quay lại xem em trai mình. Anh chồng hỏi cho ra cô kia và gọi nhà chồng đến đưa về. Chồng làm dưới tỉnh, chồng tôi bị đập một bên suýt chết. May được cấp cứu kịp thời, đến giờ tôi cũng không hiểu sức mạnh của mình ở đâu ra vậy. Tôi để mọi chuyện đó đã, tôi còn lo chữa bệnh cho con gái. Con gái thì liên tục cấp cứu. Bác sĩ nói phải đặt ten động mạch vành cho cháu, dù có bán nhà cũng phải làm. Nay tôi chỉ chậm một chút là con gái tôi đây mất. Tôi cảm ơn những người bạn xung quanh tôi, dù nửa đêm vẫn bộ đồ ngủ, xếp hai màu cùng tôi ôm hai đứa con vào bệnh viện. Bạn bế cậu con trai trên vai, giục chồng ôm tiền chạy vào nộp tiền giúp tôi. Bây giờ nhà chồng đã biết chuyện. Khi cưới, tôi cũng không được lòng nhà chồng. Tôi lại cố mua căn hộ trả góp ở riêng để khỏi thuê nhà. Thêm con bệnh, tôi cũng ít nói chuyện với nhà chồng. Ông bà ngậm ngùi, anh chồng thì nói: sao thím không nói với gia đình, cứ cam chịu một mình như vậy hả trời? Cứ nghĩ con bé chỉ đau ốm bình thường, mỗi lần hỏi nó nói mẹ nó cứ quan trọng hóa bệnh tật. Tôi im lặng, thầm nghĩ tôi đã hết duyên với nhà chồng. Đã mấy lần con cấp cứu, chỉ mình tôi xoay sở. Điện báo với bà nội thì bà quát: con đau thì đưa vào viện, gọi gì mà gọi, có đứa con mà lo không xong. Được sự giúp đỡ của anh chồng, con tôi bây giờ đã được đặt ten. Nhìn con gái hồng hào trở lại, tôi mới có thời gian nhìn lại chồng. Chồng đi viện về, mới đi làm một tuần thì bị chồng cô ta vào tận cơ quan đánh cho một trận gãy xương sườn, nằm ở nhà cả tháng, kèm thêm giấy nợ mua dâm 200 triệu. Tôi cứ theo con gái trong viện, con trai nhờ vợ chồng người bạn nuôi. Chồng tôi ở nhà dù đau cũng chỉ biết đổ mì gói ăn thôi. Tôi chuẩn bị sẵn lá đơn ly hôn cùng những bức ảnh chứng minh anh ngoại tình. Tôi đưa anh ký sẽ nộp ra tòa nhanh nhất có thể. Tình cảm tôi từng dành cho anh thật sự đã hết rồi. Đến khi ly hôn cũng cả là vấn đề. Anh khóc rất nhiều không chịu ly hôn. Anh cứ cúi xin tôi tha thứ. Anh rất yêu vợ con, chỉ là phong trào công sở, tuổi chưa chín chắn. Anh đến nhờ bạn tôi, bạn tôi cũng chửi thẳng: con mày không thương thì buông tha cho mẹ con nó. Nói vậy chứ bạn cũng khuyên tôi nghĩ lại. Nhưng lòng tôi lạnh rồi. Tài sản tôi không lấy, chỉ xin ở lại một tuần thu xếp công việc. Mẹ chồng cũ còn nhắc căn hộ trả góp là của anh. Cháu suýt chết không quan trọng bằng căn hộ trả góp. Ly hôn xong tôi trở về Sài Gòn, nơi mà tôi sinh sống. Làm dâu đã không hiểu nhau, chồng thì nghe mẹ. Bây giờ tôi dẫn hai con đi dạo, chồng cũ nghỉ việc, căn hộ đã bán. Chồng cũ chuyển tiền vào cho ba mẹ con tôi. Bên nhà tôi có thêm tiền mua căn hộ ở Bình Thạnh, ba mẹ con tôi sống. Chồng cũ muốn quay về với mẹ con tôi nên đã vào làm việc ở Sài Gòn. Bố mẹ chồng cũ thỉnh thoảng vào thăm cháu. Ông bà cũng hối hận, muốn chúng tôi hàn gắn lại. Nhưng tôi chỉ cười, lòng nguội lạnh rồi, tôi sợ lắm. Anh chồng sống ở Mỹ, nhưng gửi quà, thuốc, tiền cho hai cháu khá đều. Cháu rất cần thuốc tốt lâu dài, nên tôi phải nhận tấm lòng của anh ấy. Ghi theo lời bà mẹ trẻ đưa con gái đi khám tim ở bệnh viện Chợ Giấy. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.